thay vì sự bỡ ngỡ rụt rè là hành động dứt khoát, tác phong linh hoạt, được thể hiện rõ khi thực hiện các chế độ quy định, nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của các sinh viên lớp đào tạo giáo viên quốc phòng an ninh khóa 7, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế. Sau gần 2 tháng huấn luyện, những kiến thức được trang bị tại đây là hành trang quý giá để những sinh viên này vững bước trong sự nghiệp chồng người thời gian tới. Ban đầu thì em cũng rất là bỡ ngỡ khi được thực hiện chế độ nền nếp như một chiến sĩ trong quân đội thực thụ. Qua gần 2 tháng học tập và rèn luyện tại trung tâm đã thay đổi hoàn toàn bản thân em. Không chỉ là trong quá trình học tập và rèn luyện, mà cả trong sinh hoạt và nền nếp đã giúp em nghiêm túc và kỷ luật trong tất cả mọi hoạt động trong cuộc sống. Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, nhưng với quyết tâm cao, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn nội dung chương trình của cấp trên về công tác giáo dục quốc phòng an ninh, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên tinh gọn, đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực sở trường, đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ giảng viên nghiêm túc, hiệu quả, sát với chức trách nhiệm vụ. Trung tâm tích cực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến phục vụ đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm tốt vũ khí, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Quá trình giảng dạy chúng tôi tập trung đổi mới tổ chức phương pháp giảng dạy. Đối với môn thực hành thì trọng tâm giới thiệu phần động tác thực hành. Quá trình luyện tập thì chúng tôi chia nhỏ thật nhiều, làm sao cho các em được luyện tập cách thuần thục về động tác. Về mặt lý thuyết thì đội ngũ giảng viên nâng cao cái chất lượng biên soạn giáo án điện tử. Quá trình giới thiệu thì bằng chuyển mặt cái âm thanh, bằng cái tiếng đồng và lồng ghép các cái nội dung về nghệ thuật quân sự. Để nâng cao chất lượng đào tạo sát với yêu cầu đặt ra, đội ngũ giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế chú trọng phát huy tính tư duy, sáng tạo của sinh viên trong học tập. Trong đó, đối với nội dung huấn luyện chiến thuật, ngoài trang bị cho sinh viên có kiến thức vững chắc, đội ngũ giảng viên tăng cường rèn luyện sinh viên thực hành huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, tổ chức luyện tập đến đâu rút kinh nghiệm đến đó. Qua đó khuyến khích động viên sinh viên tích cực nghiên cứu, hăng say luyện tập. Khi mà học ở cấp 3 thì các thầy chỉ nói qua về khái niệm sơ lược qua những động tác trên chiến trường như lăng le bò trường, đi khom. Và khi sau khi mà lên đại học thì tụi cháu được các thầy hướng dẫn chỉ dừng lại từ đầu kỹ lưỡng hơn và các kỹ thuật trong chiến đấu, trong khi tiến công và trong tương lai nếu như có cơ hội để bảo vệ tổ quốc thì cháu nghĩ những kiến thức mà các thầy hướng dẫn cho bọn cháu ngày hôm nay có thể vận dụng được trong thực tế. Để nâng cao chất lượng đào tạo sát với yêu cầu đặt ra, đội ngũ cán bộ giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế đã tập trung đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm, chuyển từ truyền đạt, tiếp thu kiến thức thụ động một chiều sang hướng dẫn cho người học tự phát triển năng lực tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu học tập để làm chủ tri thức. Thường xuyên cập nhật kiến thức mới vào giáo án bài giảng, tăng tính thực tiễn, tạo hứng thú cho người học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện, trang thiết bị dạy học vào quá trình giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy thì chúng tôi cũng đã thường xuyên cập nhật cái tính thời sự cũng như là tình hình thực tiễn. Qua đó cũng đã lồng ghép một số cái sự kiện lịch sử, những cái câu chuyện để khơi dậy cái tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho sinh viên, góp phần nâng cao cái nhận thức và hành động của sinh viên trong cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở thời kỳ mới. Cái vị trí Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh hết sức quan trọng trong cái tiến trình chung phát triển của Đại học Huế. Trong cái thời gian tới thì Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh có mấy cái định hướng. Thứ nhất là nâng cao cái đội ngũ và năng lực cũng như là cái chất lượng về cả cái số lượng cũng như là học hàm học vị để có thể đáp ứng được yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới. Thứ hai là nâng cao cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Cái thứ ba nữa là tạo cái môi trường để cho các bạn sinh viên thông qua cái việc trung tâm thì còn rèn luyện cái nhân cách, rồi đạo đức, rồi lòng yêu nước và nhiều cái đức tính khác để phát triển con người toàn diện khi đào tạo tại Đại học Huế. Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế đã đào tạo được 13 khóa với trên 16.000 sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới,
việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế là hết sức quan trọng, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.